Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về thể thao thành tích cao cũng như thể thao quần chúng. Có được thành công đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cũng như sự nỗ lực của toàn ngành thể dục thể thao. Các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về thể dục thể thao luôn được vận dụng linh hoạt, sáng tạo và gắn liền với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tháng 3 năm 1960, Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ thể dục thể thao toàn miền Bắc. Trong thư có đoạn Bác viết: muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn có sức khỏe thì nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 chỉ rõ, cần phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao đại chúng nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng tuổi thọ của người Việt Nam. Luật Thể dục Thể thao năm 2006 quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao các cấp phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao, vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao, phổ biến kiến thức, hướng dẫn luyện tập thể dục thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở. Thể dục thể thao quần chúng là một bộ phận quan trọng của thể dục thể thao cho mọi người, là hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu các bài tập thể dục và các môn thể thao của tất cả mọi người trong cộng đồng. Đối tượng của thể dục thể thao quần chúng là toàn dân, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo, chính trị, tình trạng sức khỏe và nơi cư trú. Mục tiêu của thể thao quần chúng là củng cố, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, kéo dài tuổi thọ, chất lượng cuộc sống. Đáp ứng nhu cầu vận động, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với khẩu hiệu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại các khu dân cư, thôn dân cư, các địa phương đã xây dựng nơi luyện tập thể thao, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân thường xuyên luyện tập. Cũng từ hoạt động phong trào, các câu lạc bộ thể thao được thành lập nhằm khích lệ các hội viên thường xuyên hơn nữa, rèn luyện thể dục thể thao, giao lưu mở rộng khối đoàn kết toàn dân. Tôi thường xuyên tham gia hoạt động thể thao của câu lạc bộ và tôi cảm thấy rằng trong hoạt động thể thao nói chung và bóng bàn nói riêng thì rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Đấy, trong những ngoài sức khỏe ra thì cái tinh thần được giảm check trong những thời gian lao động. Với phương châm mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, các môn thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thường xuyên là bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, quần vợt. Đặc biệt các môn thể thao truyền thống cũng được khôi phục và phát triển như đấu vật, kéo co. Phong trào thể dục thể thao ở các xã, phường, thôn, xóm gắn với xây dựng làng xã văn hóa, tạo bước chuyển mới trong phong trào thể dục thể thao quần chúng. Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao mang lại chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của toàn xã hội để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Theo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đến hết năm 2014, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên toàn tỉnh đạt trên 26% dân số. Số gia đình thể thao đạt 17%. Có gần 600 câu lạc bộ và điểm tập thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với thể thao thành tích cao, nghị quyết 39 và các nghị quyết 64 của Hội đồng nhân dân tỉnh, chúng tôi đã định hướng về phát triển thể thao quần chúng và đặc biệt làm nền tảng cho thể thao thành tích cao. Trong đó là cái thể thao quần chúng và đặc biệt là cái môn điền kinh. Hiện nay ở ngành văn hóa thể thao và du lịch được tỉnh giao, môn điền kinh là một trong 13 môn trọng điểm của tỉnh. Và chúng tôi đã phát triển và có những vận động viên của chúng tôi đóng góp cho đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia và có những vận động viên đã từng đoạt huy chương vàng và là đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia. Phong trào thể dục thể thao quần chúng những năm qua tiếp tục phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh, thể hiện ở sự tăng trưởng về số lượng người tập thể dục thể thao thường xuyên, sự phát triển đa dạng của các loại hình tập luyện, các câu lạc bộ thể dục thể thao. Gần đây thì các cái phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rất là tốt. Các cái môn thể thao tương đối phong phú
Đây thì nó có một cái câu lạc bộ xe đạp. Trong thời gian gần đây thì nó phát triển rất là nhanh. Từ chỉ một vài chục cái xe thôi, bây giờ có hàng trăm xe đạp ở thành phố Vĩnh Yên này rồi. Mà cái thứ hai là cái phong trào thể thao quần chúng thì nó kết nối được các cái tỉnh, thành phố lại gần với nhau. Ngoài cái việc đó thì cái việc đặc biệt là rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Mà nếu mà đạp thường xuyên, đạp đều thì sức khỏe tăng lên rõ rệt. Và cái việc đó là việc cũng là góp phần vào cái phong trào chung của tỉnh, góp phần rèn luyện thân thể để bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được triển khai liên tục trong những năm qua đã phát huy được hiệu quả thực tiễn và là động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở cơ sở phát triển mạnh trong tất cả các đối tượng, đặc biệt là trong công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, thanh thiếu niên, nông dân. Các hình thức tập luyện thể dục thể thao đơn giản, không cần đầu tư nhiều về sân bãi, trang thiết bị như chạy, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền, phát triển mạnh ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Ông bà, cha mẹ, anh chị luyện tập thể dục thể thao là tấm gương để thanh thiếu niên noi theo. Tôi là những người là cao tuổi rồi thì chúng tôi thường xuyên là cố gắng rèn luyện thể dục để cho sức khỏe nó được tốt, để cho mình tốt thì là con cháu mình nó cũng vui. Tôi cũng luôn luôn là khuyên bảo con cháu là cố gắng rèn luyện thể dục thể thao, vì muốn sức khỏe tốt thì không thể là thiếu được cái thể dục thể thao. Bên cạnh các môn thể thao truyền thống, nhiều môn thể thao mới cũng đã phát triển. Tiêu biểu là câu lạc bộ xe đạp thành phố Vĩnh Yên đã thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập. Câu lạc bộ là một tổ chức hội được thành lập trên tinh thần tự nguyện, xã hội hóa của đông đảo các thành viên có chung sở thích, tinh thần rèn luyện thể dục thể thao. Qua thời gian tham gia, các thành viên đều nhận thấy lợi ích của câu lạc bộ và môn thể thao mới đem lại trong việc nâng cao sức khỏe và công việc hàng ngày. Bản thân tôi là giáo viên tiểu học, tôi cũng thấy cái công việc hàng ngày của tôi về áp lực về tinh thần, về lao động trí óc cũng rất là căng thẳng. Nhưng kể từ khi tôi tham gia câu lạc bộ xe đạp này được gần một năm nay, thì tôi thấy trước hết là sức khỏe của tôi cảm thấy tiến bộ vượt bậc và tinh thần khi làm việc cũng cảm thấy rất là thoải mái. Và tôi cũng rất mong muốn là mọi người trong thành phố Vĩnh Yên và mọi người cùng chung tay, chúng ta có cùng tham gia cái thể thao, về cái môn thể thao xe đạp. Trước hết thì cái môn thể thao xe đạp nó đem lại cái tinh thần rất là vui vẻ, thoải mái, và đặc biệt nữa là cái sức khỏe được nâng cao rất là nhiều. Và trong cái cuộc thi, trong cái khi tham gia cái câu lạc bộ thể thao này, chúng tôi ngày càng được mở rộng và có những cuộc giao lưu, và đặc biệt nữa là chúng tôi có những chuyến đi dã ngoại. Trong những chuyến đi dã ngoại đấy như Đại Lải hay là Tam Đảo, chúng tôi đã có những cái trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày rất là bổ ích. Nhiều giải thể thao, ngày hội văn hóa thể thao được tổ chức định kỳ trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp là những động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng. Giải Việt dã toàn quốc và Marathon báo Tiền Phong lần thứ 56 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vừa tổ chức tại tỉnh ta cũng phần nào cho thấy người dân Vĩnh Phúc quan tâm, cháy hết mình vì tình yêu và niềm đam mê thể thao. Ngày chạy Olympic không phân biệt lứa tuổi, đối tượng, không phân biệt giới tính nên đã thu hút hàng nghìn người tham gia cổ vũ. Để phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh ngày càng phát triển, trong thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa thể dục thể thao, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân để đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.